luôn cho mấy em xem cái nhảy xa kiểu nằm nghiêng. Đầu tiên là mình phải biết đo đà, hố mình chia là 1/3 được chưa? Xong mình nếu dậm chân phải á, mình đứng cho hố phía sau lưng mình, rồi mình đo đà qua bên trái được không? Khi đo đà mình đứng ngang với dây, cứ xào bước ra một bước, quay một góc 30-40 độ được không? Xong mình đo hai bước như thường là một bước chạy đà ha. Bây giờ thì đo 6 bước giờ mình chạy đà mấy bước? 3 bước được chưa? Rồi tất cả lưu ý nhìn thầy nhảy thì bạn một lần nhớ em coi, nhớ là phải sóc cánh tay và chân lên được không? Rồi đây đó được chưa?